Gordon. Crossing by on there he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2014. Hoàng Long kính chào quý vị. Xô xát ở Hà Tĩnh, một người Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người bị thương. Việt Nam cáo buộc Trung Quốc phun vòi rồng vào người dân đảo Lý Sơn. Hàn Quốc truy tố 4 người trong vụ chìm phà Sewol. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc với sự tham gia của hàng ngàn người tại dự án Formosa của Đài Loan ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hôm qua đã biến thành một cuộc bạo loạn, khiến một công nhân Trung Quốc tử vong và hơn 100 người bị thương. Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau các cuộc xuống đường ở tỉnh Bình Dương để phản đối giàn khoan dầu của Trung Quốc, dẫn tới các vụ đập phá và hôi của tại các nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài ở đây, gây thiệt hại lớn. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, cho VOA biết rằng, cuộc tuần hành ôn hòa bắt đầu từ sáng sớm với khoảng hơn 40 người, nhưng càng về cuối ngày, con số càng tăng và đã xảy ra xô xát. Buổi tối là khi lực lượng này càng ngày nó càng đông và nó lại kéo thêm một cái số lực lượng ở những cái chỗ khác nữa, ở những cái chỗ ở những cái nhà thầu khác nữa, là đến nó bao vây ở cái khu vực mà anh em của người Trung Quốc ấy là họ ở, thì ở cái biển này thì xảy ra xô xát lớn. Còn cho đến bây giờ thì chính thức một người Trung Quốc bị chết do bị đánh đập, bị thương và đánh đập, và bị thương là 149 người. Đến khoảng 12 giờ đêm thì toàn bộ tình hình nó êm lại, nó bình thường trở lại. Hiện có nhiều thông tin trái ngược về con số thương vong. Trong khi chính quyền địa phương nói chỉ có một người chết, thì Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc lại cho rằng có hai người chết, 10 người vẫn còn mất tích. Hãng tin Reuters thì dẫn nguồn tin bệnh viện nói có tới 21 người chết. Ông Nguyễn Văn Luân, trưởng phòng y tế huyện Kỳ Anh, cho VOA biết có hai người Trung Quốc tử vong, nhưng một người trong số đó chết vì bệnh chứ không phải bị đánh. VOA cũng đã liên lạc với ông Lê Ngọc Châu, giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, và được ông xác nhận con số người Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc xô xát là một người. Chính quyền địa phương cho rằng vụ xô xát bùng ra sau khi có một số đối tượng đã kích động bằng cách nói trong công trường có người Việt Nam bị người Trung Quốc đánh chết. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kêu gọi các công nhân kiềm chế, bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng. Theo ông Hoàng, nhà máy Formosa hiện đã ngừng hoạt động và hiện chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở này. Giới chức này cho biết có khoảng 3.000 người, trong đó có nhiều chuyên gia và công nhân Trung Quốc, hiện làm việc cho các dự án đầu tư nước ngoài ở huyện Kỳ Anh. Ông nói vụ xô xát dẫn tới chết người tại khu công nghiệp Vũng Áng là một điều nằm hoàn toàn ngoài mong muốn. Nhưng mà cái vụ nó xảy ra như thế này thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Và nó làm mất cái nét đẹp, cái mỹ quan văn hóa của người Việt Nam. Không thể để những cái tình huống đó nó xảy ra trở lại. Tỉnh đã tổ chức triển khai lực lượng và đã bắt 76 tên liên quan đến vụ việc này và sẽ tổ chức khởi tố để trừng trị những cái người mà lợi dụng cái cơ hội đục nước béo cò này để làm cho hư hại và cái việc làm ăn của các nước ở trên cái vùng đất này đó. Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu lớn vào vùng mà Việt Nam cho là thềm lục địa, cũng như đặc quyền kinh tế của mình, sẽ gây ra nhiều cuộc biểu tình bài Trung Quốc tại nhiều vùng trên cả nước. Trường hợp chết người ở Hà Tĩnh là ca thương vong đầu tiên có liên quan tới các cuộc phản đối Trung Quốc. Tình trạng xảy ra các sự cố sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát công điện yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp. Công điện của ông Dũng cho rằng, việc người dân cả nước biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng Thủ tướng Việt Nam cho rằng cũng có một số người vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại. Ông Dũng yêu cầu xử lý nghiêm những người này. Một người dân và một giới chức trên đảo Lý Sơn cho biết rằng các ngư phủ ở đây cũng bị lực lượng Trung Quốc xịt vòi rồng, trong khi vụ giằng co giữa Hà Nội và Bắc Kinh quanh giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Các buộc trên được đưa ra trong bối cảnh các tàu của hai nước láng giềng cũng mới sử dụng súng phun nước công suất lớn nhắm vào nhau ở gần giàn khoan gây tranh cãi, nằm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng hơn 200 km. Ngư phủ Bùi Văn Phải nói chuyện với VOA sau chuyến đi đánh bắt ở Biển Đông. Tôi cũng mới đi ở Hoàng Sa về,
rất là khó khăn. Mình đi ra khai thác thì bị xua đuổi rồi đập phá. Chứ như là có một số tàu là bị chìm nước rồi hư tàu. Trên đảo Chi Tôn đó thì thấy là tàu rất là nhiều, vừa là tàu quân sự, tàu dân rất là đông, bao vây xung quanh nó gần khoảng. Chỉ nhìn thấy ở từ xa thôi, chứ tới gần là tàu tới được xua đuổi nó chìm nước, nó không cho mình tới đó. Theo báo chí Việt Nam, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm tàu bè hoạt động quanh khu vực giàn khoan 3 hải lý, nhưng trên thực địa, Trung Quốc đã nới rộng phạm vi ra khoảng 10 hải lý. Người dân từng cáo buộc phía Trung Quốc truy đuổi và bắn cháy tàu cá của mình hồi năm 2013 cho biết thêm rằng ông phải đi đường vòng để đi đánh bắt và chi phí cho chuyến đi bị đội lên cao hơn so với trước đây vì tốn kém nhiên liệu. Ông phải cho hay bản thân ông cũng như các ngư phủ khác hiện cũng cảm thấy lo ngại khi ra khơi. Thì bình thường mấy lần thì mình đi thì mình an tâm hơn, thì bây giờ đi mình cũng lo e ngại sợ nó ra, mình đi ra ở ngư trường của mình, nhưng mà giờ nó lắng hoài, nó xua đuổi, nó phá thì mình có thể không gây thoát được, đó là thu nhập nó thất bát, cho nên là rất là ngại cái việc đó. Dẫu vậy, ông phải cho biết sẽ tiếp tục đi biển để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền, dù biết rằng có nguy hiểm rình rập. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Chinh, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải trên đảo Lý Sơn, nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng mà Việt Nam nói là thêm lục địa của mình là một vấn đề gây chướng ngại cho việc khai thác hải sản của ngư dân. Ông cũng cáo buộc phía lực lượng Trung Quốc sử dụng vòi rồng nhắm vào ngư dân Lý Sơn. Phía Trung Quốc chưa lên tiếng trước lời cáo buộc mới nhất từ phía ngư dân Việt Nam. Hà Nội mới đây phản đối Bắc Kinh đâm vào tàu kiểm ngư của Việt Nam, nhưng đã bị phía nước láng giềng tố ngược lại. Ông Chinh nói thêm rằng chính quyền đảo Lý Sơn mới đây đã tập trung cả ngàn ngư dân để kịch liệt phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc, trái với luật biển quốc tế. Giới chức này cũng kêu gọi các ngư dân phát huy truyền thống lâu đời của cha ông trong đội hùng binh năm xưa là quyết tâm kiên trì bám chắc ngư trường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Liên quan tới việc bảo toàn tính mạng cho ngư dân trong tình hình căng thẳng hiện nay, ông Phùng Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết. Lực lượng kiểm ngư của mình là ngoài cái nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền ra thì còn cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho ngư dân. Nếu mà ngư dân của ta mà đến các cái ngư trường truyền thống là ở vùng biển Hoàng Sa thì đương nhiên là tàu của ta là phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân. Tàu của Trung Quốc mà ngăn cản tàu của ngư dân thì tàu của kiểm ngư chúng ta cũng phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân thôi. Nếu mà bây giờ ta bỏ ngư trường, ta bỏ biển mà thấy Trung Quốc như thế thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ lấn đợi. Ông cũng cho biết xét tương quan lực lượng, hiện Trung Quốc có khoảng trên dưới 80 tàu, trong khi đó Việt Nam chỉ có khoảng gần 30 tàu. Ông nói Việt Nam điều tàu ra để ngăn chặn và tuyên truyền cho Trung Quốc rút giàn khoan này về, tránh tình trạng đối đầu. Các công tố viên Hàn Quốc đã khởi tố về tội giết người đối với viên thuyền trưởng và 3 thành viên khác của thủy thủ đoàn của chiếc phà bị lật, gây tử vong cho hơn 240 người hồi tháng trước. Các giới chức hôm nay nói rằng 4 người này bị truy tố vì đã rời chiếc tàu bị chìm trong lúc yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ. Phà Sewol bị lật và chìm vào ngày 16 tháng 4, làm 244 người thiệt mạng. Hiện 58 người vẫn mất tích, gần 175 người được cứu. Trong số các hành khách có 325 học sinh của một trường trung học đang tham gia một chuyến du khảo tới đảo Jeju ở miền Tây Nam. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hứa trừng trị nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm đối với thảm họa này. Quyền Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nước ông đã phá hủy 2 căn cứ quân sự do những phần tử nổi dậy thân Nga sử dụng. Ông Turchynov hôm nay nói với Quốc hội Ukraine rằng binh sĩ đã phá hủy một căn cứ quân sự của phe nổi dậy bên ngoài thành phố Kramatorsk trong một chiến dịch đêm thứ Tư. Cũng trong đêm thứ Tư, một căn cứ tại thành phố Slavyansk kế cận cũng bị phá hủy. Ông cũng cho biết binh sĩ chính phủ đã kiểm soát một tháp truyền hình ở Slavyansk. Hôm qua, Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán về đoàn kết quốc gia mà không có sự tham gia của các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông và miền Đông Nam. Hội nghị khai mạc 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống nằm trong khuôn khổ một lộ đồ được Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu hậu thuẫn. Các nhà phân tích nói rằng việc những phần tử đòi ly khai bị loại khỏi hội nghị làm tăng mối nghi ngờ là cuộc họp này sẽ không làm giảm được mối căng thẳng sắc tộc đang đe dọa tới sự đoàn kết của quốc gia. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dự lễ khánh thành Viện Bảo tàng Quốc gia tưởng niệm biến cố 11 tháng 9 ở New York trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng tham quan vào tuần sau. Bảo tàng này thuật lại sự kinh hoàng của vụ tấn công khủng bố ở Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những phần tử khủng bố của Al-Qaeda dùng phi cơ chở khách mà họ cướp để đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Được xây dựng với kinh phí $700 triệu, viện bảo tàng hầu như hoàn toàn ở dưới mặt đất,
sâu xuống nền móng, nơi mà những cột thép chống đỡ trung tâm thương mại thế giới từng được cắm. Vụ tấn công khủng bố năm 2001 giết chết gần 3.000 người. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Những vụ nổ, những vụ đụng xe và các màn nhảy từ trên cao ghê rợn trong các cuốn phim hành động của Hollywood trông thật là nguy hiểm. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, được tạo ra với kiến thức vững chắc về các nguyên tắc khoa học. Ông Steve Woolful, một diễn viên chuyên đóng thế vai các tài tử của Hollywood và là một chuyên gia về kỹ xảo đặc biệt, rất say mê chia sẻ các nguyên tắc đó với các em học sinh nhỏ để khích lệ sự chú ý của các em vào khoa học. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Ông Steve Wolf đến trường tiểu học này ở thành phố Manassas trong bang Virginia để biểu diễn cách thức tạo ra một vụ nổ trên phim ảnh. Tôi thấy các em theo dõi rồi trầm trồ, ôi hay quá. Là một diễn viên đóng thế trong các cảnh nguy hiểm trên phim ảnh, ông Wolf đã từng bị thiêu và nổ tung. Ông đã tạo ra các kỹ xảo đặc biệt cho các chương trình truyền hình như America's Most Wanted và Law and Order. Nhưng trong sự nghiệp 25 năm, ông Wolf nói hiếm khi ông gặp nguy hiểm. Những cảnh nguy hiểm trong phim đều được thực hiện bằng cách sử dụng vật lý hay hóa học. Khi các bạn thấy cảnh nào trông như một pha nguy hiểm trong phim thì chỉ chừng 10 hay 15 giây, thì có nghĩa là phải mất 3 hay 4 tuần để quay cảnh đó. Và chúng tôi quay từng phần nhỏ một, xong mới hiệu đính lại. Vì thế, trong nhiều trường hợp, pha nguy hiểm mà các bạn thấy không hề xảy ra trong đời thực. Chúng tôi có nhiên liệu, khí oxy, hơi nóng và phản ứng hóa học. Chúng tôi kết hợp những thứ đó lại và có cái gì? Một đám cháy, đúng rồi. Ông Wolf cũng dùng vật lý và hóa học ngoài màn ảnh để khuyến khích các nhà khoa học trẻ. 20 năm trước, tôi đọc một bản tin là Hoa Kỳ đã bị tụt hạng, thậm chí không được xếp vào 20 nước hàng đầu về giáo dục khoa học. Từng chứng kiến một người bước lên mặt trăng khi tôi còn bé, tôi không thể tin được là chúng ta lại tụt hậu nhiều đến thế, vì vậy mà tôi muốn các em hăng hái học khoa học. Nếu tôi mở cái van ở đây... Vì thế, ông Wolf đã lập ra Science in the Movies để cho các học sinh thấy cái huyền diệu khoa học đằng sau các pha nguy hiểm trong phim ảnh và các kỹ xảo đặc biệt. Đây là một cảnh đám cháy trong phim. Một đám cháy trong phim phải có đạo diễn, do đó phải làm chính xác những gì chúng ta cần trên sàn quay ở phim trường. Chúng ta có thể cho các em nhỏ thấy trên 100 khái niệm khoa học mà chúng cần biết. Trong thời gian hơn 20 năm, ông Wolf đã biểu diễn hơn 4.000 màn trình diễn về các khái niệm đó tại các trường học và các đại hội khoa học trên khắp thế giới. Và có sự tham gia của các em nhỏ. I want to become a scientist. Em nói em muốn trở thành một nhà khoa học. Màn biểu diễn đó thật là hay và em thích cách ông ấy làm nổ. Em đã quyết chí muốn trở thành cầu thủ bóng rổ, nhưng em nghĩ kỹ xảo đặc biệt cũng vui vui. Trong cuốn sách của ông có tựa Bí mật đằng sau các pha hồi hộp và kỹ xảo đặc biệt trong phim ảnh, ông Wolf giải thích cách thức ông sử dụng khoa học cơ bản để làm cho các màn đóng thế vừa hấp dẫn vừa an toàn. Khi các em nhỏ hăng hái muốn học, tự các em học. Và học các khái niệm khoa học ấy, theo ông Wolf, là một căn bản quan trọng, bất kể các em sẽ theo ngành nghề nào khi lớn lên. Chương trình radio và video của đài VOA trên voatiếngviệt.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo amok@gmail.com. Hoàng Long xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.